đất nước và tôn giáo của bạn. Thì đây là cái hình thức người mất đang đi ra nơi họ thiêu này, như các bạn đã thấy. Và người ta sẽ đi bộ đến chỗ thiêu, đi bộ không rồi. Có một cái lò thiêu nữa. Và không có cái lò thiêu. Thì có một cái địa điểm là tổ chức họ thiêu của một cái làng, một cái bản nào đó sẽ có một cái địa điểm riêng để mà họ thiêu. Thì đơn giống như là nếu các bạn biết về cái tục cưới hỏi của người dân tộc Ê Đê của Việt Nam, thì cái tục cưới hỏi này, này nó cũng giống như vậy, là giống như là mình đi xin cưới. Thì bên Lào thì người phụ nữ là bên dân tộc Lào thì đa số là theo cái phong tục mẫu hệ cũng. Đây là một cái dạ buổi hồi xin chào cô bác anh chị. Đây là một cái phong tục đám ma của người Lào. Thì cái phong tục đám ma này như thế nào hay anh Tâm? Về phong tục của người Lào thì đám ma thì họ cũng không có giống như cái phong tục của Việt Nam mình. Thì phong tục người Lào thì đám ma thì họ sẽ đem đi ra hỏa thiêu ở một cái địa điểm nào đó của một cái bản làng, thì sẽ có một cái địa điểm hỏa thiêu của cái bản đó. Sau khi hỏa thiêu thì họ sẽ lấy tro cốt, sau 3 ngày sẽ lấy tro cốt để mà mang về gửi tại chùa. Em thấy một cái cọng dây màu trắng này là sao anh? Cọng dây màu trắng này thì là các thầy chỉ dẫn cái người mất là đi ra cái nơi mà họ thiêu đó. Dạ. Dẫn đường chỉ lối cho một cái người mất đi. À, thì em có thể xuống đứng đây đứng quay họ đi tới cũng được. Dạ. Anh em mình đứng chia sẻ. Bây giờ mình đậu xe bên kia đi, để không ngại quá. Anh Phẩm thì sống ở Lào nên rất là quen về cái phong tục, tại vì mình đậu bên kia đi, mình quay ngược lại đi, người ta sẽ cho người ta đi á. Anh có thể chia sẻ kỹ về cái phong tục đám tang của người Lào một tí xíu anh Phẩm? Về cái phong tục đám tang của người Lào thì theo các bạn đang thấy thì đây là cái đang tiễn đưa linh cữu của người mất đi ra cái nơi họ để họ thiêu. Thì bên Lào đa số các khi mất đi thì người ta đều họ dùng cái hình thức họ thiêu. Trên đường đi thì sẽ các thầy sẽ dẫn cái linh cữu của người mất, và cái bà con dân làng sẽ đưa linh cữu đi ra nơi họ thiêu. Thì họ thiêu thủ công theo cái phong tục của đất nước và tôn giáo của bạn. Thì đây là cái hình thức người mất đang đi ra nơi họ thiêu này, như các bạn đã thấy. Và người ta sẽ đi bộ đến chỗ thiêu, đi bộ không rồi. Có một cái lò thiêu nữa. Và không có cái lò thiêu. Thì có một cái địa điểm là tổ chức họ thiêu của một cái làng, một cái bản nào đó sẽ có một cái địa điểm riêng để mà họ thiêu. Sau khi họ thiêu thì sẽ mang tro cốt về chùa để mà gửi ở chùa để mà người ta sẽ đặt tro cốt và đặt ngôi mộ ở đó. Bây giờ người ta sẽ đi vào một cái bản làng gì đó. Đúng xa rồi. À, đi vào một cái địa điểm thiêu của cái làng này. Dạ. Nhưng mà em thấy đằng sau lưng của thầy sư á là các đó là người, gái. Gia đình người nhà gia đình là người mặc áo tang trắng là người nhà và gia đình. Dạ. Là họ sẽ cùng các thầy sư để mà đưa linh cữu người mất đi ra nơi họ thiêu. Mà em thấy là người nhà họ dù có tang thương nhưng mà họ không có khóc. Đúng rồi, cái phong tục ở đây thì lúc xưa tới bây giờ thì ông cha ta thì nếu mà đa số là họ sẽ không khóc và sẽ tổ chức ăn uống và để mà tiễn linh cữu của người mất trong vòng 3 ngày đến 1 tuần để mà tổ chức để cho tiễn người mất được đi được thanh thản, thì người ta sẽ không khóc, theo phong tục là không khóc. À, còn nếu mà có một số nếu mà có khóc nó chăng nữa là cũng không có thể hiện để mà ra bên ngoài để mà cho một số bà con hay là hàng xóm để mà, bởi vì cái này là cái phong tục lâu đời rồi, là khi mà người mất đi là một cái niềm vui đến một gia đình, là con người đã mất đi để mà có một cơ hội đầu thai mới và để giải thoát và đi về nơi cực lạc, nên là không có, đa số các gia đình là sẽ không khóc theo phong tục.
bao nhiêu ngày thì họ sẽ đem cốt vô chùa? Nếu mà đốt thủ công như thế này thì đa số là 3 ngày 3 đêm là sẽ đem tro cốt và gia đình sẽ ra lấy tro cốt và đã gửi vào chùa. Rồi từ khi mất thì bao nhiêu ngày họ mới đem cái phần thi thể đó đi theo? Thì từ ngày mất đến đến ngày mà đem thi thể đi theo thì trong vòng chừng 3 ngày, 2 đến 3 ngày. Tuy người mất về vấn đề gì, vấn đề bệnh tật, mất vấn đề về tai nạn thì nó sẽ khác nhau. Vấn đề tai nạn thì có thể sẽ 1 đến 2 ngày. Còn về bệnh tật thì nhiều lúc là sẽ hết 2 đến 3 ngày. Vì còn chờ con cháu đồ cũng giống như các phong tục ở các nơi thôi. Là phải chờ con cháu đồ về thăm viếng. Em thấy nó khác với Việt Nam mình là người ta sẽ có một cái di ảnh, người ta để cho một cái bát hương. Thì còn ở đây thì các sư cầm một cái sợi dây cuột vào cái chiếc xe. Đúng rồi. Và các người thân đi đằng sau để dẫn cái vong linh đó đi về đi về nơi hỏa táng. Hỏa táng. Rồi dẫn đường chỉ lối á. Thì cơ bản là cái phong tục ở đây thì ở bản làng nào cũng giống nhau cả. Tất cả đều phải hỏa thiêu hết. Đa số là dân tộc Lào ở đây thì đa số là đều là hỏa thiêu, còn không có chôn giống như các cái nước khác. Giống như Lào và Thái Lan thì đều là giống nhau. Cảm ơn anh Phẩm đã chia sẻ một cái nét phong tục của Lào mà ít có nhiều người biết đến, đặc biệt là ở Việt Nam của mình. Tại vì thấy ngộ là người ta không có khóc, người ta tiễn đưa đi như một đúng người rồi bình thường thôi. Một người bình thường. Để người mất được giải thoát. Được giải thoát thì nói chung là hồi xưa giờ thì theo cái đạo của cái đạo Phật giáo ở bên Lào thì theo là Nam Tông là thì khi mà người mất đi là được giải thoát, nên là gia đình cũng không có khóc thương, mà có thể một số gia đình sẽ tổ chức để mà ăn uống và để tiễn linh cứu người đi cho được thanh thản. Dạ, chân thành cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ cho em cái thông tin này ha. Tại thì trên đường về thì cũng có gặp được cái phong tục như thế này thì giới thiệu đến các bạn độc giả và ở trên video của Bùi Hồ. Đi nãy giờ mà cũng quên tên Bùi Hồ vì chắc mệt và đói bụng quá. Thôi thì giới thiệu cho các bạn cái phong tục về khi mà người mất ở bên Lào. Người ta đốt ở ngoài trời ha. Đốt ngoài trời rất là vất vả. Trời mưa thì sẽ lâu cháy hơn. Em thấy người ta đang đi vô chùa hay sao á? Không, cái đó là họ đi thẳng, họ đang đi thẳng ra cái nơi địa điểm mà để mà đốt á. Người ta không có nhang khói gì trên hay ha? Không nhang khói. Và người ta đốt thì người ta có lựa giờ hay là sư cũng chứ có sẽ có giờ để sư coi giờ chứ. Ngày giờ đốt và đốt như thế nào. Đây là các tháp cốt, đây là các tháp cốt của các gia đình gửi trong chùa này. Cứ mỗi làng như vậy là có 1 đến 2 ngôi chùa, tùy theo làng nhỏ hay làng lớn. Sẽ có 1 đến 2 ngôi chùa để mà phục vụ về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Mấy người đi sau là những cái người dân bà con bán địa, trong bà con bán địa sẽ đi tiễn đưa cái người mất. Người ta đi một cái đoạn đường cũng khá là dài. Là mỗi một cái bản làng vậy là có một cái khu tập kết, khu đốt để mà phục vụ cho công việc là họ thiêu. Việc các sư đi như thế này thì có tốn tiền không anh? Không, thì các sư thì ở bản làng nào cũng có. Thì các sư đi như thế này thì chủ yếu là họ sẽ có một cái lễ để đáp lại các sư. Giống như là cái lễ mà khi mà xong việc thì có một cái lễ gọi là cái lễ phục khiển. Là mình sẽ đáp lễ cho các sư là tùy tâm của mỗi gia đình. Gia đình tùy gia đình có nhiều thì sẽ đáp lễ các sư nhiều. Còn mình đáp lễ bằng tiền hay là đáp lễ bằng tiền và vật phẩm. Mình sẽ xây bạt. Xây bạt có nghĩa là như thế nào? Xây bạt có nghĩa là
khi mà cúng kiến, đến ngày mà cúng kiến thì mình sẽ có món quà nào đó giống như là vải, áo vải để mà y, để mà các sư may quần áo, y phục và tiền kèm theo, tùy tâm mỗi gia đình. Vậy thì em không hiểu là sau khi người mất họ được hỏa thiêu đem vô chùa xong thì họ có được tổ chức ngày giỗ không? Hàng năm thì vẫn tổ chức ngày giỗ giống như Việt Nam. Hàng năm vẫn có ngày giỗ và ngày tướng giỗ giống như Việt Nam. Là gọi là ngày lễ, ngày buôn á. Ví dụ như cũng giống như Việt Nam là phong tục là hàng năm thì đến ngày mất thì họ để tưởng nhớ cái linh cữu của người mất thì là họ cũng làm giỗ giống như Việt Nam mình. Còn đây cũng là một số bà con ở xóm làng họ chờ đến để mà tiễn đưa đó. Chưa đến nơi. Dạ. Là họ cũng làng xóm họ chờ đến nơi đó mà tiễn đưa đó. Đây thì anh có thể chia sẻ cho em về cái tục cưới hỏi của người Lào được không? Sẵn đây thì giới thiệu cho các bạn biết rồi về cái tục cưới hỏi của người Lào thì đơn giống như là nếu các bạn biết về cái tục cưới hỏi của người dân tộc Ê Đê của Việt Nam thì cái tục cưới hỏi này nó cũng giống như vậy, là giống như là mình đi xin cưới. Dạ. Thì bên Lào thì người phụ nữ là bên dân tộc Lào thì đa số là theo cái phong tục mẫu hệ cũng giống như người dân tộc Ê Đê ở Việt Nam. Thì khi mà thách cưới thì cũng giống như các cái phong tục của dân tộc Ê Đê Việt Nam mình, thì cũng đi thách cưới rồi bao nhiêu trâu, bao nhiêu bò, bao nhiêu vàng, thì thách cưới xong thì đáp ứng được cái nhu cầu về cái người phụ nữ, gia đình người phụ nữ thì sẽ thách cưới thành công thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới và lễ rước. Nhưng mà ở đây là lễ rước là rước chú rể về. Là rước chú rể về ở rể. Dạ. Chứ không phải là rước cô dâu về ở làm dâu. Dạ. Nên cái tục này nó cũng giống như dân tộc Ê Đê của Việt Nam. Thì nếu mà các bạn có muốn tìm hiểu về cái phong tục cưới này thì ở Lào này thì tìm hiểu ở bên Việt Nam thì dân tộc Ê Đê thì cũng giống như là dân tộc Lào. Em không hiểu là cái việc đó thì con mẫu hệ có nghĩa là con sinh ra sẽ lấy theo họ mẹ. Đúng rồi. Con sinh ra sẽ lấy theo họ mẹ. Dạ. Và người con gái có nghĩa là cô dâu sẽ rước người chồng về làm rể. Đúng rồi. Thì làm bao năm anh? Thì rước về ở rể thì lúc theo phong tục của Lào thì đàn ông phải về ở rể ở nhà vợ. Dạ. Thì ở đến suốt đời chứ không có thời hạn. Dạ. Còn nếu mà người đàn ông sau này thì hiện đại hơn thì có một số đàn ông sẽ về ở rể một thời gian theo phong tục, nếu mà có điều kiện thì có thể ra ở riêng, không cần ở rể trong gia đình đó. Yeah. Vậy là thách cưới là người phụ nữ thách cưới người nam, là người phụ nữ sẽ chung đưa tiền vàng và vật phẩm không người nam. Là người đàn ông sẽ thách cưới cho người phụ nữ á. Yeah. Người đàn ông sẽ thách cưới phụ nữ nhờ phải đáp ứng cái nhu cầu của người phụ nữ và gia đình người phụ nữ là bao nhiêu vàng bạc, bao nhiêu trâu bò. Thì nếu mà được thì họ với cái thỏa thuận á, với cái lễ thách cưới thì người phụ nữ mới đồng ý, gia đình người phụ nữ đồng ý thì mới cưới. Mà sẵn đây là để mà nói cho quý vị là biết thêm, khi mà người phụ nữ thách cưới là bao nhiêu tiền bạc vật phẩm là khi cưới về mà người phụ nữ vi phạm trong các điều mà người đàn ông cưới người phụ nữ thì về ở rể, nhưng mà người phụ nữ mà lỡ có vấn đề mà không có chung thủy với người đàn ông thì chinh tiết thì không nói, bữa nay thì không có vấn đề chinh tiết nữa. Yeah. Nhưng mà riêng mà người phụ nữ về ở người đàn ông mà người phụ nữ vi phạm giống như là người phụ nữ ngoại tình hay là có hành vi là đi theo một người đàn ông khác thì người phụ nữ sẽ đền cái vật phẩm mà cái người đàn ông mà trả cưới đó. Dạ. Là gấp đôi đến gấp ba lần. Okay. tùy theo cái cam kết ban đầu. Dạ. Thì cái này là có một cái cam kết như vậy rất là hay, cũng nhiều người không biết, là không phải là khi mình thách cưới xong rồi có thể là vài chục triệu hay là năm ba con trâu con bò, nhưng mà khi mà người phụ nữ cưới người đàn ông đó về mà người phụ nữ đó có
hành vi là trai gái hay là theo một người đàn ông nào khác thì người phụ nữ sẽ đền cái số tiền lại cho người đàn ông và gấp đôi gấp ba lần. Nhưng mà em thấy hơi bị bất công gì nè. Người phụ nữ thách cưới người đàn ông thì người đàn ông bị chịu tiền vàng trâu bò. Đúng rồi. Nhưng mà người đàn ông đó phải về ở với người phụ nữ đó, ở nhà người phụ nữ đó luôn. Đúng rồi, phải ở nhà người phụ nữ đó để chăm sóc gia đình người phụ nữ đó. Vì cái mẫu hệ mà người phụ nữ có được cái quyền đó. Dạ. Được cái quyền đó nên là cái phong tục của dân bản địa Lào, khu vực miền Nam. Và thường thì tổ chức đám cưới là họ tổ chức bao nhiêu ngày anh? Tổ chức đám cưới thường là từ 3 đến 5 ngày. Dạ. Ôi. Tổ chức đám cưới. À. Đám ma đám cưới thì từ tổ chức được 3 đến 5 ngày. Sao dài quá ha. Vì tổ chức đám cưới thì cũng giống như Việt Nam thì cũng có nhà trai, nhà gái. Dạ. Nhưng mà tổ chức đám cưới ở đây thì từ nếu ở thành phố thì họ làm gói gọn vừng 2 đến 3 ngày. Dạ. Nhưng mà ở các vùng quê thì vẫn còn rất nhiều phong tục khác nhau nên là họ sẽ kéo dài cái thời gian đãi cưới để mà dân làng, anh em có thể có cái dịp mà cùng chung vui với nhau thì nó sẽ lâu hơn. Anh thì được đi nhiều đám cưới của người Lào bên nam cũng như bên nữ chưa? Anh cũng đi nhiều đám cưới người Lào bên nam với bên nữ rồi. Dạ. Nhưng mà anh có nhận xét được một cái là có một cái hay là nếu mà đi đám cưới Lào thì ở các vùng làng quê, đây là mình nói vùng các làng quê nó còn giữ các phong tục khác, thì anh nào là đi là phải uống được rượu bia. Là khi mà người đàn ông vào nhà người phụ nữ thì trước khi vô cống là một người sẽ phải uống, một người đại diện sẽ uống là 3 ly rượu. Người đầu tiên là người sẽ đại diện nhà trai là uống 3 ly rượu lớn, là tầm cỡ là một xị, hơn một xị của Việt Nam, giống như Việt Nam tính một xị rượu á. Là hơn một xị rượu. Rượu trắng là phải uống hết. Còn các người đi theo giống như là phụ rể đi theo thì sẽ uống một người một ly nhỏ. Nhưng mà vô trong đám cưới Lào thì họ cũng rất là đơn sơ, đơn giản. Ở các bản làng là rất là đơn giản. Họ có thường mặc cái trang phục truyền thống rồi. Đúng rồi. Đám cưới Lào là đa số là mình phải mặc cái chú rể và cô dâu là đều mặc cái trang phục truyền thống. Nhất là chú rể phải mặc xịn, mặc váy. Dạ. Mặc váy theo cái phong tục của người Lào xưa. Là đều mặc váy hết. Dạ. Quần sarong á. Dạ. À. Anh nhận thấy cái đám cưới giữa Lào và đám cưới của người Việt ở dân tộc Kinh của mình thì đám cưới nào nó đầy đủ bản sắc hơn và đám cưới nào nó ấn tượng hơn? Thì đa số thì đám cưới ở mỗi cái dân tộc thì nó có bản sắc riêng. Nhưng mà riêng về bản sắc của cái đám cưới dân tộc của người Lào thì ở đây thì nói chung là sẽ cũng một là trải nghiệm mới đối với những người Việt Nam ở bên Lào. Dạ. Thì nói chung là tùy theo mỗi dân tộc, mỗi cái phong tục riêng của mỗi nước. Dạ. Thì đám cưới nào cũng vui hết. Dạ. Thì không có đám cưới nào buồn cả. Nên nhưng mà cũng nên trải nghiệm một lần là đi đám cưới Lào để có thể biết được là cái mỗi người sẽ có cái nhận định khác nhau. Dạ. Về cái trải nghiệm của mỗi đám cưới ở mỗi cái quốc gia khác nhau. Thì mong cũng có dịp là các bạn đi qua Lào để mà trải nghiệm cái đám cưới ở bên Lào như thế nào. Dạ. Nói chung là nghe anh chia sẻ thì em cảm thấy là mỗi một quốc gia khác nhau, mỗi một dân tộc khác nhau thì họ có những cái bản sắc riêng biệt. Và một cái bản sắc đó nói lên những cái nền văn hóa của thậm chí là của nước đó. Chân thành cảm ơn anh đã chia sẻ cho em về những cái phần nét văn hóa của người Lào nói chung và những cái nét cưới hỏi nè, những cái tục ma trai của người Lào á, mà thật ra thì người Việt Nam của mình thì không có biết đâu, tại vì ở mỗi quốc gia khác nhau thì người ta sẽ tìm hiểu về cái văn hóa khác nhau á. Và qua cái thứ phim này thì anh chia sẻ cho em những cái điều rất là quý báu trên kênh của em cũng như là khán giả xem kênh em, thì em xin chúc anh cùng gia đình sức khỏe. Và nếu sau này nào mà người nào mà các khán giả mà có xem kênh em á, nó qua Lào sẽ liên hệ với anh. Anh có sẵn sàng không? Ok.
Mình luôn luôn sẵn sàng để mà chào đón tất cả các bạn đến với đất nước Lào, đất nước rất là thân thiện và con người rất là thân thiện và vui vẻ. Anh em với lại đất nước Việt Nam nữa. Và một trong những đất nước anh em của Việt Nam. Thì một số mình cũng xin muốn nói thêm trên kênh của bạn là bởi vì là có một số ý kiến trái chiều về cái vấn đề là đi du lịch ở đất nước Lào thì chẳng có gì để mà du lịch, nhưng mà các bạn hãy thử một lần đi qua đất nước Lào để xem được những cái văn hóa và những cái ngôi đền cổ kính và những cái nét đẹp mà nó còn tự nhiên của Lào, để biết thêm về cái đất nước Lào và con người Lào như thế nào. Một là sự hiền hòa, hiền hòa của con người Lào nó giống như hiền hòa của dòng chảy của sông Mekong. Mekong, đúng rồi. Hai là một cái nét nền văn hóa cổ kính có từ hàng ngàn năm trước đây. Ba là sự thân thiện của người Lào. Người Lào thậm chí là họ mới gặp mình thôi thì họ rất là cởi mở. Họ sẵn sàng mời mình ăn cơm luôn. Thân thiện đến mức là anh có chia sẻ rằng là đi vụ mà mắc xe rồi không có bao giờ có. Thậm chí là khi mà em vô mướn một cái nhà nghỉ ở Lào, người ta không có khóa chốt ngoài, chỉ khóa chốt trong thôi. Là ở ngoài người ta không có nói khỏi khóa, để nó đi. Rất là mộc mạc. Dạ. Thôi bây giờ thì cũng kết thúc hành trình của mấy anh em ở đây. Thì cũng đói rồi, là lái một đoạn đường nữa mấy anh em sẽ dùng cơm. Và chuỗi video clip tại Lào cũng còn khá là nhiều. Cô bác quý anh chị nhớ đăng ký kênh để đón xem. Cũng như có Lào, qua Lào thì alo cho Mười Hồ, hoặc là nhắn tin lên Mười Hồ như thế nào, muốn đi đâu thì sẽ có một anh tài xế hướng dẫn viên rất là nhiệt tình tại đất nước Lào, tại thành phố Bắc Xê, tỉnh Champasak.